Chào mừng các cậu đã quay trở lại kênh Way to Way Anime với series Naruto cùng với chuyên mục Huyết kế giới hạn của các gia tộc. Và để bắt đầu tập đầu tiên trong chuyên mục này, chúng ta hãy cùng nhau giải thích về huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha, đó là Sharingan. Lưu ý, trong video sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ nói về Sharingan từ cấp 1 cho đến cấp 3. Phần 2, chúng ta sẽ nói về Mangekyou Sharingan và cơ chế hoạt động của nó. Và phần cuối cùng, chúng ta sẽ nói về Izanami và Izanagi. Còn Rinnegan thì tớ sẽ để trong một video khác và tớ sẽ không giải thích trong video này. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay với phần 1, Sharingan. Let's go! Sharingan, hay có tên gọi là Tả Luân Nhãn, là một trong ba nhãn thuật nổi trội nhất trong thế giới ninja cùng với Byakugan và Rinnegan. Để có thể kích hoạt hoặc nâng cấp Sharingan, chủ thể sẽ phải trải qua rất nhiều cảm xúc. Theo như lời của Hokage Đệ Nhị giải thích trong cả manga lẫn anime Naruto, thì khi một thành viên Uchiha có một cảm xúc ức chế hoặc tiêu cực, thậm chí là dâng trào, não của họ sẽ tạo ra một luồng chakra đặc biệt cực kỳ mạnh mẽ. Luồng chakra đó sẽ bị dồn nén và toát ra thông qua chính đôi mắt của họ. Do vậy, Sharingan được hình thành. Tuy nhiên, cảm xúc mà tớ muốn nói ở đây có thể là bất kỳ cảm xúc nào, có thể vui, hạnh phúc, hào hứng hay buồn và tuyệt vọng. Lấy ví dụ trong trường hợp của Sasuke, cậu đã đánh thức Sharingan khi chứng kiến anh trai Itachi tàn sát cả gia tộc. Itachi thì đánh thức Sharingan khi nhìn thấy người bạn của mình hy sinh và Obito cũng vậy. Còn trong trường hợp của Sarada thì cô bé đã lần đầu tiên đánh thức được Sharingan khi cô háo hức được gặp cha mình. Ngoài những thành viên trong gia tộc Uchiha thì còn có các thành viên ngoại tộc khác cũng có thể sử dụng Sharingan nhờ việc cấy ghép mắt của người khác vào. Tuy nhiên, việc sử dụng Sharingan đối với những người ngoại tộc sẽ tốn nhiều sức và tốn nhiều chakra hơn so với người trong tộc. Và có một điều đặc biệt là những người ngoại tộc không thể bật hay tắt Sharingan theo ý muốn mà phải che lại để tránh sử dụng và hao tổn chakra, giống như Kakashi hay Danzo. Thông thường, đối với một thành viên bất kỳ của Uchiha, lần đầu đánh thức Sharingan sẽ chỉ cho họ cấp độ thấp nhất, tức là có một dấu phẩy ở mắt. Trường hợp ngoại lệ mà tớ nắm được bao gồm Itachi, Shisui và cả Indra đã được hai dấu phẩy ngay từ lần đầu họ kích hoạt Sharingan. Trong quá trình luyện tập, Sharingan của họ sẽ phát triển và nâng cấp lên cấp độ cao nhất, tức là bao gồm 3 dấu phẩy. Trong trận đấu giữa Naruto và Sasuke, khi Naruto ngăn cản Sasuke rời khỏi làng, thì Sasuke đã kích hoạt được cấp độ cao nhất của Sharingan và đánh cho Naruto một trận tơi bời. Khi kích hoạt được Sharingan full cấp, thì người dùng có khả năng đọc được hướng di chuyển của đối phương và tránh được gần như hoàn toàn các đòn tấn công vật lý. Cụ thể hơn về khả năng của Sharingan, thì ngay sau đây ta sẽ điểm qua một vài năng lực của cặp mắt bóng tối này. Thứ nhất là khả năng nhìn thấu chakra, cụ thể là dòng chảy và lượng chakra còn lại trong cơ thể đối phương giúp định hình được khả năng của họ trong trận chiến. Thứ hai là khả năng đọc được lời nói của người khác dựa vào miệng của họ. Ta thấy điều này rất rõ khi Kakashi đấu với Naruto và Sakura. Anh đã bắt buộc phải nhắm mắt lại, nếu không sẽ biết được cái kết của cuốn sách anh đang đọc. Không chỉ có vậy, Sharingan còn giúp cho người sử dụng đọc được chữ viết thông qua chuyển động của bút, được thấy rõ nhất trong bài test của kỳ thi Chunin ngay đầu series Naruto. Còn nữa, Sharingan còn có thể đọc được hướng di chuyển và dự đoán chuyển động tiếp theo của đối phương thông qua việc theo dõi các hành động của họ. Tóm lại, với cặp mắt Sharingan thì người dùng có thể nhìn chuyển động để đoán ra lời nói hoặc dự đoán được hành động tiếp theo của đối phương. Thứ ba là khả năng copy sao chép những nhân thuật đơn giản từ đối thủ. Ngay đầu series, ta thấy Kakashi đã copy hoàn toàn thủy thuật của Zabuza 100%, nhưng không phải nhân thuật nào Sharingan cũng có thể copy được. Nhân thuật được copy phải là những nhân thuật họ đã từng nhìn thấy hoặc người sử dụng có sở hữu hệ nguyên tố đó. Nếu nhân thuật này thuộc huyết kế giới hạn của một gia tộc nào đó thì chắc chắn Sharingan không thể copy được. Nhưng suy cho cùng thì Sharingan khá lợi khi giao tranh với những nhân thuật tầm thường. Không chỉ có copy nhân thuật mà Sharingan còn có thể copy cả thể thuật, được nhìn thấy rõ nhất khi Sasuke copy hoàn toàn các bước di chuyển của Rock Lee để chiến đấu với Gaara. Và khả năng thứ tư đáng sợ nhất đó chính là ảo thuật Genjutsu Sharingan. Theo như lời của Hokage Đệ Nhị thì những người có nội tâm càng đen tối, càng trải qua nhiều đau khổ thì Sharingan và ảo thuật của họ càng đáng sợ. Tuy nhiên, để mà so sánh ảo thuật thường của Sharingan đối với Tsukuyomi là một trời một vực, bởi Tsukuyomi là một dạng ảo thuật đặc biệt được tạo ra bởi Mangekyo Sharingan. Trong trận chiến giữa Sasuke và Itachi, lý do mà Sasuke thoát khỏi được Tsukuyomi của Itachi có lẽ nhiều bạn cũng đoán ra được rằng Itachi đã nhường nhịn Sasuke rất nhiều. Cấp bậc cao hơn của Sharingan là Mangekyo Sharingan. Để có thể nâng cấp được lên Mangekyo Sharingan, người sở hữu sẽ phải trải qua một cú sốc rất lớn khi mất đi người thân của mình. Điều này khác hoàn toàn so với Sharingan thường, khi Sharingan thường chỉ cần có cảm xúc mạnh, có thể tiêu cực hoặc tích cực, nhưng đối với Mangekyo Sharingan thì bắt buộc phải là trạng thái tiêu cực hoặc cực kỳ tiêu cực. Sau khi kích hoạt Mangekyo Sharingan thì người sở hữu được mở khóa nhiều bí thuật riêng của mình và sức mạnh của họ sẽ trở nên khác biệt hơn. Chính vì vậy, các thành viên Uchiha từ thời xa xưa đã tàn sát những người thân của mình để có được Mangekyo Sharingan.
Điều này đã được Itachi nói đến khi đối đầu với cậu em trai Sasuke của mình. Sau khi kích hoạt Mangekyo Sharingan, người sở hữu sẽ mở khóa 3 bí thuật khác nhau. Một ở mắt trái, một ở mắt phải và còn lại là ở hai mắt, chính là Susanoo. Mỗi mắt của mỗi người có một bí thuật khác nhau hoặc có thể là giống nhau như hai anh em Itachi Sasuke. Một mắt của cả hai anh em đều sở hữu thuật Amaterasu. Tuy nhiên, mắt còn lại của mỗi người lại có một bí thuật khác. Trong đó, Sasuke có khả năng điều khiển hình dạng ngọn lửa, còn Itachi sở hữu ảo thuật tối thượng Tsukuyomi mà tớ đã nêu ở trên. Nói đến Mangekyo Sharingan của Itachi thì có một sự thật có lẽ các cậu có thể chưa biết. Itachi là người đầu tiên trong series Naruto sử dụng Mangekyo Sharingan, đặc biệt là Tsukuyomi. Trong hoàn cảnh đánh nhau với Kakashi ở làng lá, Itachi đã sử dụng Tsukuyomi khiến Kakashi gục ngã chỉ sau vài giây. Lúc này, ta hãy để ý mắt của Itachi vẫn ở dạng thường. Thêm nữa, trong phân cảnh Itachi và Kizame chạy trốn Jiraiya, Itachi cũng đã kích hoạt Amaterasu, nhưng đôi mắt của anh không hề chảy máu và tạo hình của Mangekyo Sharingan cũng không hề thay đổi. Sở dĩ điều này xảy ra là vì trong khoảng thời gian này, Kishimoto chưa hề cho ra mắt hình dạng Mangekyo Sharingan trong cả manga và anime. Quay trở lại với Mangekyo Sharingan, khi chưa phải là Mangekyo vĩnh cửu, thì mỗi lần kích hoạt đôi mắt này, người sở hữu sẽ chịu ảnh hưởng về thể chất rất nhiều. Ngoài ra, sử dụng khá nhiều Mangekyo Sharingan thì đôi mắt của họ sẽ bị mù và không còn khả năng sử dụng nữa. Khi người sở hữu kích hoạt cả hai mắt thì họ có thể sử dụng Susanoo với nửa thân trên. Lý do là bởi bất kỳ Mangekyo nào được kích hoạt từ Sharingan thường thì vẫn chưa phải là Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Điều kiện để có Mangekyo vĩnh cửu là cấy đôi mắt của người anh em ruột thịt thì mới có thể kích hoạt được. Có khá nhiều trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Hagoromo, Indra Otsutsuki, Obito Uchiha. Cả ba đều có điểm chung là có chakra lục đạo hoặc có tế bào của Hokage đệ nhất đối với trường hợp của Obito. Do vậy, Mangekyo Sharingan của họ đều ở cấp độ vĩnh cửu mà không cần phải cấy mắt của người anh em của mình. Bên cạnh đó, khả năng đặc biệt của Mangekyo Sharingan hoặc Mangekyo Sharingan vĩnh cửu đó là có thể chuyển nhượng tạm thời được cho người khác, tức là chuyển chakra còn lại của chủ sở hữu cho người mà họ chọn. Giả dụ như trong trường hợp của Itachi, khi anh đã chuyển chút chakra còn lại cho Sasuke trước khi chết, để rồi sau khi Sasuke nhìn thấy Obito, ngay lập tức, con mắt Amaterasu của Itachi được kích hoạt để bảo vệ Sasuke khỏi bị Obito lợi dụng. Ngoài ra, còn có trường hợp của Obito khi anh đã chuyển toàn bộ chakra còn lại của mình cho Kakashi trước khi chết. Với cả mắt Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, Kakashi có thể dễ dàng kích hoạt Susanoo hoàn chỉnh và giúp đỡ cho bộ ba Naruto, Sasuke và Sakura đánh bại Kaguya. Cao cấp hơn của Mangekyo Sharingan vĩnh cửu đó là Rinnegan. Tuy nhiên, theo như tớ đã nói thì tớ sẽ để dành ở video tiếp theo để giải thích và phân tích về con mắt này. Thời gian còn lại của video, tôi sẽ nói thêm về một nhánh ảo thuật khác của Sharingan, đó là Izanagi và Izanami. Điểm giống nhau của Izanami và Izanagi đó là đều có thể sử dụng khi thành viên Uchiha sở hữu Sharingan thường cấp 3 và đều có cùng một hậu quả, đó là sau khi sử dụng thì đôi mắt Sharingan đó sẽ mù vĩnh viễn. Tuy nhiên, cách thức vận hành của Izanami và Izanagi thì hoàn toàn khác nhau, và bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể hơn cho từng cấm thuật. Đầu tiên là Izanagi. Hiểu đơn giản đây là một phiên bản nhánh hoặc cao cấp hơn so với ảo thuật thông thường. Với ảo thuật thông thường thì người sử dụng sẽ thi triển lên đối phương khiến cho các giác quan của họ bao gồm thị giác và thính giác bị đánh lừa. Điều này sẽ tạo ra trải nghiệm ảo hoàn toàn trong thời gian ngắn cho đối tượng đó. Những gì họ nhìn thấy, nghe thấy chỉ là ảo ảnh, tức là ảo ảnh xảy ra trước khi họ hành động. Tuy nhiên, đối với ảo thuật của Izanagi thì tất cả những ảo ảnh sẽ được tạo ra là sau khi họ hành động. Ví dụ, khi người sử dụng Izanagi bị đối phương tấn công và bị thương nặng, thậm chí là sắp chết, họ vẫn có thể đảo ngược tình thế bằng cách sử dụng Izanagi để thi triển. Ngay lập tức, những vết thương họ nhận sẽ trở thành ảo ảnh và một phiên bản lành lặn của chính họ được tạo ra ngay cạnh ảo ảnh đó. Sở dĩ Izanagi có khả năng đặc biệt đến vậy là bởi nó được tạo ra dựa vào thuật tái tạo vạn vật do chính lục đạo tiên nhân sử dụng để tạo nên sự sống. Điều này được nhắc đến khi Obito đã có một trận chiến nội bộ với Conan sau khi hắn ta đã sử dụng Izanagi để thay đổi cục diện trận đấu. Obito có giải thích thêm rằng, để cấu tạo nên nhẫn thuật như vậy thì cần có cả chakra âm và chakra dương kết hợp. Trong đó, chakra dương tượng trưng cho năng lượng về mặt vật lý, những gì hiện hữu xung quanh, còn chakra âm tượng trưng cho năng lượng về mặt tinh thần, ý chí. Nói gì thì nói, cái giá phải trả khi sử dụng Izanagi là quá đắt, khi người sử dụng sẽ mất hoàn toàn con mắt Sharingan đó vĩnh viễn. Thêm vào đó, thời gian sử dụng của con mắt Izanagi chỉ xảy ra trong chớp nhoáng và ngay lập tức mù lòa. Lý do là bởi gia tộc Uchiha chỉ sở hữu một nửa chakra lục đạo. Do vậy, họ không thể giữ thời gian Izanagi được lâu, cụ thể là chỉ có vài giây mà thôi. Tuy nhiên, đối với Danzo thì khác. Ông ta được cấy tế bào của Hokage đệ nhất nên thời gian sử dụng có thể lên đến 1 phút mỗi con mắt, mà ông ta có tận 10 con mắt cơ. Do vậy, thời gian sử dụng của Danzo tối đa là 10 phút. Bất kỳ ai sau khi sử dụng Izanagi xong thì con mắt Sharingan của họ vô phương cứu chữa.
Trừ khi đôi mắt Sharingan đó được nâng cấp lên Rinnegan giống như Madara thì may ra mới có thể khôi phục lại được. Nhưng cả thế giới nhẫn giả thì chỉ có một Madara mà thôi. Trường hợp của Madara khá là đặc biệt. Ông ta đã sử dụng Izanagi lên chính bản thân mình để biến cái chết của ông thành ảo ảnh. Sau khi bị mù một mắt, ông ta đã tự cấy tế bào của Hashirama vào vết thương giúp ông có thể kích hoạt được con mắt Rinnegan và phục hồi hoàn toàn chức năng của cả hai mắt. Chính vì sự lợi hại của Izanagi nên từ thời xưa, các thành viên trong gia tộc Uchiha đã quá lạm dụng nó trong các trận chiến và tàn sát lẫn nhau. Do vậy, một cấm thuật khác được ra đời để khắc chế Izanagi đó là Izanami. Izanami tuy được coi là nhãn thuật nhưng nó lại không liên quan đến mắt như các ảo thuật khác. Thay vào đó là sự tác động giữa người sử dụng và đối phương thông qua cơ thể. Tức là người sử dụng chỉ cần kích hoạt Izanami ở một mắt và chạm vào đối phương ngay khi kích hoạt sẽ khiến đối thủ mắc kẹt trong một chiều không gian ảo ảnh được tạo ra bởi chính người thi triển. Điều đặc biệt, người thi triển có thể hoàn toàn kiểm soát và tự tạo cho mình một vòng lặp ảo ảnh vô hạn. Còn đối tượng dính Izanami sẽ mắc kẹt trong vòng lặp đó vĩnh viễn nếu như người đó không nhận ra giá trị thực sự của bản thân. Cụ thể hơn, cách thức hoạt động của Izanami là như sau. Trong quá trình chiến đấu với đối phương, người thi triển Izanami sẽ ghi lại một đoạn phim ngắn giống như một cái máy quay. Trong thời gian này, tất cả những va chạm, những tác động vật lý, những cảm giác đau đớn sẽ được ghi lại hoàn toàn. Ta gọi khoảng thời gian này đó là A. Sau đó, người dùng sẽ sử dụng Sharingan để tiếp tục tạo ra những đoạn phim ngắn khác nối tiếp A. Từ lấy ví dụ, Itachi đã thêm hai đoạn phim ngắn khác là B và C nối tiếp A để tạo ra vòng lặp. Tiếp đến, người sử dụng sẽ sử dụng ảo thuật Sharingan để tạo ra một đoạn phim giống hệt A, ta gọi đó là A phẩy. Khi đối phương bị cuốn vào ảo ảnh A phẩy, đây là lúc mà Izanami được kích hoạt để tạo ra vòng lặp vô hạn khi người dùng ghép hai đoạn phim A và A phẩy thành một. Khi đó, vòng lặp sẽ bắt đầu. Vòng lặp này sẽ bắt đầu từ A, B rồi đến C, sau đó sẽ quay trở lại A phẩy, B phẩy, C phẩy và cứ tiếp tục như vậy. Khi đối tượng bị dính Izanami, đối tượng sẽ bất động hoàn toàn bởi tâm trí của họ đang kẹt trong vòng lặp vô hạn. Mỗi khi đối tượng gây ra sát thương hoặc thi triển một nhẫn thuật nào đó, điển hình là giải thuật, thì ngay lập tức vòng lặp đó sẽ được khởi động lại từ đầu. Có một điều khá thú vị trong ảo thuật Izanami, đó là thế giới đó hoàn toàn giống như thế giới ngoài đời thật. Tất cả những cảnh vật và con người mà được người dùng ghi lại sẽ đều trở nên rất chân thực, khiến cho đối phương bắt buộc phải suy nghĩ về con người thật của mình. Vòng lặp này sẽ liên tục được lặp lại cho đến khi người đó chấp nhận số phận và hiểu được giá trị của con người mình. Và ngay sau khi điều đó xảy ra thì vòng lặp sẽ được phá bỏ hoàn toàn. Đây chính là mục đích của Izanami, được tạo ra để giải cứu những người quá lạm dụng Izanagi. Theo như lời của Itachi, trong tập 338, từ xưa gia tộc Uchiha đã có một giai đoạn khủng hoảng khi các thành viên trong gia tộc lần lượt sử dụng Izanagi để tàn sát lẫn nhau. Chính vì vậy, Naori đã thi triển Izanami lên chính Naka và khiến anh ta chấp nhận số phận của bản thân mình. Vậy túm lại, Izanagi và Izanami là một cặp nhãn thuật đi kèm với nhau. Izanagi biến thực tế thành ảo ảnh, rồi ảo ảnh lại thành thực tế. Nhưng Izanami lại có thể khắc chế được khả năng của Izanagi, đó là tạo ra vòng lặp thực tế ảo vô tận. Ta có thể thấy Izanami và Izanagi nguy hiểm đến mức nào rồi đúng không? Ngoài những thông tin mà tớ nêu ở trên, còn có truyền thuyết về Izanami và Izanagi. Tuy nhiên những thông tin này không cần thiết đối với người xem Naruto, nên tớ cũng không nêu ra trong video. Một người sở hữu Sharingan thuần khiết sẽ trở nên rất lợi hại nếu như họ đã trải qua rất nhiều những cú sốc trong cuộc đời. Thêm vào đó, sự lạm dụng của các nhãn thuật hoặc các cấm thuật của đôi mắt này sẽ phải trả giá rất đắt bằng chính mạng sống của họ và người thân xung quanh họ. Suy cho cùng thì Sharingan vẫn là một trong những nhãn thuật có cấu tạo khá là phức tạp, bởi mỗi thành viên sở hữu Mangekyou Sharingan có những bí thuật khác nhau và hoàn cảnh khác nhau, do vậy sức mạnh của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Vậy đó tất cả những gì về Sharingan, Mangekyou Sharingan và cặp đôi Izanami Izanagi. Các cậu thấy còn thiếu thông tin nào nữa không? Hãy comment phía bên dưới ý kiến cá nhân của các cậu nhé. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau. Way to wear out.